Hello anh em, hôm nay giới thiệu cho anh em một cái USB Kingston Sotavi. Rồi có bút anh em nhé, anh em vào bút nhé. Đây, vào đây. Đây, thì anh em sẽ vào hệ điều hành Windows nhé, Windows PE nhé. Để là mình sẽ thiết lập vào xem ổ cứng mình có còn ổ cứng không, ổ cứng có bị lỗi không, và mình sẽ cài win lại ổ cứng của mình nhé. Đây anh em enter là nó sẽ vào luôn một cái win của mình luôn. Đây đó, thường thường thì win 10 nhé, thường thường thì máy mình vào win 10 để nó dễ cài đặt, còn máy nào mà quá chậm thì anh em mới vào win 7 nhé. Máy nào quá yếu thì mới vào win 7 thôi, còn anh em vào win 10 này, chọn win 10 này. Rồi khi sau khi chạy khoảng 2 phút, 1 phút nhé. Sau khi chạy khoảng 1 phút thì nó sẽ vào cái win. Cái win này là cái win trên USB anh em nhé. Đó. Nó sẽ khá nhiều là phần mềm luôn. Phần mềm thì anh em xử lý. Đó. Rồi, sau đây là khá nhiều phần mềm này. Khi mà anh em vào lắp ổ cứng mới nhé. Lắp ổ cứng mới thì vào đây. Đó. Khi anh em lắp ổ cứng mới thì anh em vào đây để cài đặt lại mới vào được, mới nhận được anh em nhé. Mới nhận được ổ cứng mới này nhé. Đó, anh em vào đây. Thì mới vào được ổ cứng mới anh em nhé. Đây là tất cả những ổ cứng mà nó nhận này. Khi mà gắn ổ cứng mới vào mà anh em không cài cái này á, thì nó sẽ không cài win được anh em, cài win được nhưng nó sẽ không vào. Sau đó rồi anh em vào đây chọn bản gót nha. Rồi ok, vào chính cái USB luôn. USB là có sẵn bản gót này anh em nhé. Đây có ba bản gót này, win 7 nhẹ rồi, win 10 và win 10 pro nhé. Đó có ba bản win này, anh em chọn vào là nó chạy. Chạy xong là khởi động lại máy là nó ok thôi. Rồi trong này sẽ có vài phần mềm nhé. Đây ví dụ như Word này, rồi Wi-Fi 5G này, rồi bản gót này, rồi Crash Word này, rồi AutoCAD này. Đó. Ok anh em vào đây là cài được hết nhé. Rồi mình khởi động lại xem cái Win 7 mình cài nhé. Đây là giao diện Win 7 này, bản gốc mình đã gốc này. Đó nó sẽ vào như thế này, tại vì máy này khá yếu. Máy này là đua co thôi. Máy này đua co nha nha. Đây là giao diện Win 7 nha. Cái máy này khá yếu, cái máy này đua co đời khá là cũ rồi. Đây mình bấm Excel cho anh em xem nha. Đó, bấm Excel nha. Excel 2016 nha. Đây là Win 7, rất là nhẹ luôn. Win 7 này rất là nhẹ luôn. Win 7 này nhẹ này. Rồi đầy đủ driver nha, đầy đủ driver anh em nha. Đây rồi ok, tạm biệt anh em. Link sản phẩm mình sẽ để bên dưới anh em nha. Anh em đặt hàng cái này là USB Kingston chính hãng anh em nha. Ok tạm biệt anh em.